Khi chúng ta bật đèn lên đó, thì là cái đèn này nó sẽ sáng lên. Khi chưa cấp nguồn thì cái đèn LED nó thể hiện nguồn nó đã chưa có sáng. Thì bây giờ cái đèn chỗ này nè, bây giờ chúng ta sẽ bật cái công tắc nguồn lên thì cái đèn này nó sẽ sáng. À, rồi bật lên đi các bạn phải không? Đó, đèn này sẽ sáng lên. Và trong một thời gian nó sẽ chờ cho mình trong thời gian khoảng 30 giây phải không? Thì sau đó nó mới tắt cái đèn này đi. Trong thời gian đó tại sao nó có cái chế độ trễ như vậy? Để cho chúng ta khi mà chúng ta kích hoạt cái thiết bị này, chúng ta có thời gian đi ra khỏi nhà đóng cửa, nó không báo liền. Nếu mà cái này nó kích hoạt ngay á thì nó sẽ báo ngay lập tức, thì khi đó chúng ta vừa bật nguồn nguồn lên một cái thì nó sẽ hú lên, nó hú lên bật đèn lên sau 30 giây. Sau 30 giây thì nó mới kích hoạt lên, các bạn thấy đúng không? Rồi bây giờ cái đèn này đỏ nè, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái động tác là có người đi ngang qua thì nó sẽ báo. Rồi chúng ta thấy là bạn này đứng không nhúc nhích thì nó cũng không có báo. Nhưng mà bạn này chỉ cần nhúc nhích một phát, đi tới một phát là nó sẽ báo rồi phong, bước lại đi phong. Đó, nó sẽ báo ngay lập tức liền. À, bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa nha, bạn Phong sẽ quơ tay lên Phong, báo ngay luôn, nó sẽ báo ngay, tức là cái góc này nó rất là rộng, khoảng 100, gần 180 độ nhìn ngang và khoảng 90 độ nhìn đứng. Và cái thiết bị này thì ngoài việc là chúng ta áp dụng để vừa là làm đèn tự động bật sáng cho cầu thang, hành lang ban đêm, thì nó cũng có tác dụng là báo động, chống trộm, và chúng ta có thể tắt quài đi để cho nó bật đèn không, để cho nó khỏi làm ồn trong cái điều kiện là chúng ta gắn trong nhà. Thì Phong tắt giùm cái còi giùm anh. Đây, phía sau này là có cái chỗ công tắc để chúng ta tắt cái còi đi. Thì lúc này bây giờ nó chỉ là bật tắt đèn. À, chúng ta thấy bật tắt đèn thôi. Nó rất là tiện lợi. Ví dụ như buổi tối mà có người già, trẻ em người ta di chuyển trong hành lang thì nó sẽ bật đèn lên, và khi mà người đi khỏi thì nó sẽ tự tắt đèn. Rồi bạn Phong bước tới một bước nữa giùm. Đó, nó sẽ bật đèn ngay luôn, đúng không? Và sau khi bạn Phong đi khỏi thì nó sẽ tự động tắt đèn. Đó. Nó tắt đèn luôn. Bạn thấy là rất tiện lợi. Cái này có nhiều nơi người ta áp dụng cái cảm biến này để mà bật công tắc cho những cái máy bơm trong toilet công cộng, rất là tiện lợi. Khi mà có người vào thì nó bơm nước, xả nước, sau đó thì nó sẽ tắt đi. Thì nó sẽ giúp tiết kiệm điện, tiết kiệm nước rất là nhiều cho chúng ta. Đây là thiết bị Picotest BCA800. BC800A của công ty Nano, sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam và các nước khác. Hiện nay đang có chính sách khuyến mãi rất tốt. Anh chị em có thể là liên lạc qua cái số điện thoại 0901186173 hoặc là vào website nano.vn để mà xem và đặt hàng. Xin cảm ơn các bạn. Là ví dụ như là nó có cái nút điều chỉnh. À, cái nút điều chỉnh thứ nhất là cái độ thời gian trễ. À, cái thời gian đỏ đèn ví dụ như là từ 1 giây đến 180 giây lận. Đó. Thứ hai là điều chỉnh độ nhạy ban ngày ban đêm. Đó, có hai cái nút hai bên. Chúng ta sẽ thấy là nút này nè, đó là chỉnh độ nhạy, còn một nút này là chỉnh về thời gian. Đó, thì những cái này á, là ở trên cái hộp á, nó và catalog nó cũng có hướng dẫn hết rồi đây. Đó, bây giờ nó trong cái hộp nó sẽ ghi này đó. Đèn báo nguồn rồi nút điều chỉnh như thế nào có hết. Và cách hướng dẫn, cách lắp đặt thì trên cái hộp này nó cũng hướng dẫn mình là cái chân nào là gắn vô đèn, chân nào là gắn vô dây nguồn, vân vân, đầy đủ hết ha, rất là tiện lợi. Và cái này thì nó ở ngoài nó cũng hướng dẫn là vừa là chống trộm vừa là làm đèn tự động, rất là tiện lợi luôn. Thì cái hộp của nó rất là đây, rất là gọn gàng. Trong này thì có catalog hướng dẫn, catalog tiếng Việt luôn nha các bạn, hướng dẫn luôn cách lắp đặt như thế nào, lắp đặt trong nhà mình vị trí nào, rất là đầy đủ. Đó, rồi cách lắp đặt giống như ở ngoài vỏ hộp thì ở trong này nó còn sợ là mình làm sao mình giục cái vỏ hộp đi, thì ở trong này nó cũng có cái tờ hướng dẫn cách lắp đặt như thế nào và cái chức năng chính của thiết bị này như thế nào luôn. Đó, nó rất là đầy đủ luôn ha. Rồi còn cái hộp của nó thì nó sẽ có miếng mút để nó không có lúc lắc.
vận chuyển nó không có bị sụp sạch, nó không có hư sức thiết bị của mình. Đó, rất là tiện lợi. Chúng ta thấy cái này là nó có cái chân đế phía sau để chúng ta gắn vào tường. Đó, gắn vào tường để sao điều chỉnh được cái góc, rất là tiện lợi, thấy không? Chúng ta thấy nè, sau khi gắn vào thì chúng ta sẽ điều chỉnh quay qua, quay lại, quay lên, quay xuống theo ý của mình, theo cái góc nào mình thấy thuận tiện nhất. Tại vì khi mà chúng ta gắn trên tường á thì chúng ta sẽ gắn cái vị trí nào đó, cái chiều cao khoảng là 1m8 hoặc là 1m5 chĩa xuống, và một góc khoảng là 35-45 độ, để nó tránh cái tình trạng là nó quét những cái con vật như chó mèo đi phía dưới, thì nó chống tình trạng báo giả, và nó chỉ báo khi có ăn trộm hoặc là có người đi qua. Đó, chúng ta thấy mặt sau của nó rất là gọn gàng đẹp, và đây là cái nút hồi nãy mà mình nhấn để mà bị nút này nè, là cái nút nhấn để mà hú còi hoặc là tắt còi nè. Trong này nó cũng có hướng dẫn và đấu dây luôn, rất là tiện lợi ha các bạn.